Chào mọi người nhá. Chuyện là Hizu Hoa Tùng, tác giả là Xích Tuyết MC Trần Khách. Chương 9, trạm thác đội nhiễu. Lưu Phong thấy vị sư tôn đều trực tiếp khuyên nhủ, cũng không dám chậm trễ, lập tức nghiêm mặt nói: "Ta vị sư tôn xin cứ yên tâm, không gì đối với chuyện đại sư thì đối sẽ không hồ đồ." Được rồi, nói tam vị sư tôn xong đi đối chuyện. Được rồi, xin hãy cho đồ nhi biết đồ nhi phải làm như thế nào. Nói chuyện đã nửa ngày mà vẫn chưa biết phải làm gì, Lưu Phong vẫn thực sự cần đến mất kiên nhẫn. Tân Thủy Giao lập tức đem chuyện thần toán lão nhân năm đó để lại sấm chuyển toán nghe. Lưu Phong nghe lập tức minh bạch căn bản sự tình. Sự thần toán tử trước khi chết đã lưu lại di ngôn khiến cho tu tiên giới trở nên náo loạn. Náo loạn, tam vị sư tôn đừng quên một chuyện nữa. Lưu Phong bắt đầu buồn bực, hắn đến thế giới này đã bắt đầu vào thân thể của một đứa bé đáng thương, thay cho hắn đang ở thế nào cũng chưa biết. Không đợi ngươi trả lời, Lưu Phong đã hỏi tam vị sư tôn. Tân Thế Giao giật mình, Phong gì không biết phải làm sao. Giờ năm sau Lưu Phong vàng nói: "Đại sư tôn, người quên rồi sao? Ta nấp trước khi tỉnh lại đồ nhi tựa như quên mất mọi thứ. Bây giờ năm nào rồi?" Thấy mị mỉm cười nói: "Bây giờ là năm thứ 28 của Hoa Hạ Hoàng Triều." Lưu Phong nghe vậy nhất thời trận tròn hai mắt. Hoa Hạ Hoàng Triều là thời đại thế nào? Theo trí nhớ của hắn thì trong lịch sử Trung Quốc không hề có một giai đoạn lịch sử nào như vậy. Như vậy cả ba vị sư tôn là năm thứ 28 của Hoa Hạ Hoàng Triều. Tần Thủy Giao hầu nghi đỡ mắt nhìn Lưu Phong đoạn nói: "Đúng vậy, năm nay chính là năm thứ 28 của Hoa Hạ Hoàng Triều." Xem ra ta đã chuyển đến một dị giới rồi. Ba vị sư tôn, tất cả mọi chuyện và Hoa Hạ Hoàng Triều đều Đỗ Nhi đã quên sạch, cảm phiền các vị giảng giải cho Đỗ Nhi một phen. Như Phong trong lòng cảm thấy rất là bực bội.
Ai ngờ mình chạy đến một nơi thì mình chưa hề biết hoa hạ là cái quái gì nhỉ. Bất quá đảo ngược lại xem ra còn có chút đạo lý, hoa hạ hoa ta sẽ thích hơn. Người nghe thường lập tức đem sự tình của Hoa Hạ Đại Đế Quốc nói cho Lưu Phong đấy. Lưu Phong nghe nghe thường giảng giải xong, lập tức trong lòng đã hiểu được vài phần. Hoa Hạ Đại Đế gần đất xa trời, hiện nay mục tiêu của các môn phái tại tu chân giới chính là ai? Thế là người thừa thế ngôi vị của ông. Tứ Sư Tôn gia nhập thế tục chính là để xây dựng được nữa. Sau này có tông phái chính bởi Yến Vương Hoàng Thái Tôn. Chờ một chút, chuyện này hình như là có chút không ổn. Như Phong đột nhiên nghĩ ra, Hoa Hạ Hoàng Triều và Vương Triều Đại Minh trong lịch sử Trung Quốc một số điểm tương tự. Như Phong thật ra thì đối với lịch sử thì hắn chả biết hiểu biết mấy. Bất quá trước đây hắn có một số vài tác phẩm văn học, xem ra số bộ phim về Minh Triều, cho nên với triều đại này có một số hiểu biết nhất định.